Trúc Giang vừa nghe chị Kim chia sẻ về các chương trình thạc sĩ tại các trường như là James Cook, Curtin EAC. Không biết là chương trình học bổng ở các trường này như thế nào ạ? Hiện tại thì có rất nhiều trường tại Singapore đang có nhiều chương trình học bổng rất là hấp dẫn dành cho tất cả các bạn sinh viên quốc tế của mình. Tân Đại Dương đang là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường này tại Việt Nam. Thì Tân Đại Dương cũng xin giới thiệu cho các bạn một vài học bổng từ các trường mà do Tân Đại Dương làm đại diện. Đầu tiên thì khi các bạn đăng ký làm hồ sơ du học tại trường Curtin thì các bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng lên tới 8.520 đô la Singapore, tương đương là 140 triệu đồng Việt Nam. Và hay trong khoảng thời gian này thì các bạn có thể đăng ký chương trình học tại Học viện ERC thì các bạn sẽ được cơ hội nhận 150 đô phí application. Các bạn sẽ được nhận thêm là một máy tính bảng ERC hoặc là một khóa học Anh ngữ khác. Ngoài ra thì các bạn sẽ còn nhận được cơ hội hoàn lại 10.000 đô la Singapore đối với chương trình cử nhân và 6.500 đô la Singapore đối với chương trình thạc sĩ dành cho những học sinh có kết quả học tập tốt từ 75% tổng số điểm trên mỗi môn học trở lên và sẽ đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp. Hoặc là chương trình Angel Funding thì dành cho những bạn nào mà có những cái kế hoạch kinh doanh khả thi thì các bạn sẽ được trường hỗ trợ lên tới là 100.000 đô la Singapore. Trường MIS là trường trực thuộc Hiệp hội Sales và Marketing của Singapore. Thì trong năm 2013 này thì Học viện Marketing Singapore cũng đã kết hợp với lại Tân Đại Dương cũng cung cấp cho các bạn những cái chương trình hỗ trợ dành cho các bạn sinh viên quốc tế khi đăng ký nhập học tại trường, như là miễn phí 30 đô phí nộp ICA, miễn phí apply 321 đô la Singapore. Ngoài ra còn có cái chương trình hỗ trợ học phí dành cho các bạn sinh viên với mức hỗ trợ là từ 300 cho tới 1.000 đô la Singapore. Hay là các bạn sinh viên có thể lựa chọn học tại Học viện Quản lý Nanyang Singapore, thì hiện tại trường cũng đang có nhiều chương trình học bổng dành cho các bạn sinh viên quốc tế, như là hiện tại trường đang có cái học bổng là trị giá 51 triệu đồng Việt Nam. Cụ thể như là giảm 3.000 đô la Singapore cho khóa thạc sĩ và 2.000 đô la Singapore cho khóa cao đẳng nâng cao về chuyên ngành du lịch và khách sạn. Và đặc biệt hơn thì Tân Đại Dương cũng xin giới thiệu với các bạn một trường tại Singapore, thì đó là trường SHRM. Nếu như các bạn đăng ký khóa về cao đẳng quản lý nhà hàng thì các bạn sẽ được miễn giảm là 2.100 đô la Singapore. Cao đẳng quản lý nhà hàng khách sạn năm nhất thì các bạn sẽ được giảm là 1.280 đô la Singapore, hoặc là cao đẳng nâng cao về quản lý du lịch và khách sạn năm 2 thì các bạn sẽ được giảm là 1.080 đô la Singapore. Và ngoài ra nếu như các bạn đăng ký chương trình cao đẳng nâng cao về quản trị du lịch khách sạn 21 tháng thì các bạn sẽ được miễn giảm là 2.040 đô la Singapore. Và ngoài ra thì Tân Đại Dương cũng xin giới thiệu với các bạn còn một trường, đó là Học viện Informatics tại Singapore. Trường hiện tại đang có học bổng từ 200 đô la Singapore cho tới là 3.000 đô la Singapore dành cho các chương trình từ chương trình tiếng Anh cho tới chương trình thạc sĩ, bắt đầu vào tháng 5 và tháng 6 năm 2013 này. Và ngoài ra thì còn có các chương trình học bổng từ các trường như là Kaplan hoặc là EISB hoặc là NDIS. Thì hiện tại Tân Đại Dương đang là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường này tại Việt Nam. Thì mọi thông tin chi tiết thắc mắc về chương trình học bổng cũng như là hỗ trợ của các trường thì các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com để có thể tìm hiểu thêm thông tin.